Chào các bạn, sau khá nhiều ngày Việt Nam thì giờ cuối cùng mình cũng về lại Mỹ rồi nè. Mình mới vừa hạ cánh xuống tức thì luôn á. Thì đây là sân bay quốc tế của Houston. Sẵn ở đây mình quay lại chút xíu cho các bạn coi cho vui nha. Đây là mấy cái máy mà khi mình scan cái passport sẽ in ra cái tờ giấy thông tin cá nhân của mình. Mình dùng cái tờ giấy đó để mình nhập cảnh đó các bạn. Hồi tháng 3 khi mà mình đến đây á, thì sân bay Houston vẫn yêu cầu mọi người phải điền cái đơn nhập cảnh hoặc là phải có cái tờ giấy in đó. Bây giờ thì họ không cần giấy tờ gì hết, mình chỉ cần passport với là giấy tờ hợp lệ là mình được nhập cảnh thôi. Ở đây là khu vực hải quan nè các bạn. Rất là rộng và nhiều quầy ha. Hồi tháng 3 thì họ vẫn còn phân ra một bên là cho những người có thẻ xanh quốc tịch thì đi qua hải quan nhanh hơn, một bên là dành cho những người còn lại. Nó lâu hơn chút xíu là tại vì đông người hơn và người ta xét giấy tờ kỹ hơn các bạn. Bây giờ thì họ gặp hết tất cả mọi người là đi chung một khu luôn. Mà khuya quá người ta mở cái 4 quầy à, thành ra mình đứng đợi rất là lâu luôn. Giờ xong rồi giờ mình xuống mình lấy hành lý nha. Mình hạ cánh là lúc 10 giờ rưỡi mà bây giờ 12 giờ kém rồi mình mới đi qua được hải quan đó các bạn. Mình hẹn anh xã mình đó là 11 giờ rưỡi mà bây giờ trễ quá rồi. Xe của anh là xe tải bự thì không có đậu trong cái sân bay được, thành ra là anh phải đậu ngay trước cửa, tức là mình vừa ra khỏi cửa là lên xe anh đi liền luôn á. Mà đậu vậy người ta không cho đậu lâu đâu các bạn, cỡ 5 phút là họ đuổi rồi. Mà khi họ đuổi là anh phải chạy ra khỏi sân bay mới dòng ngược lại đón mình được á. Alright, now we're ready baby. What a long day. Cuối cùng cũng lên được xe rồi các bạn. A lot of people ask about you. Yeah, I missed you baby. Come on, where are you going? Man, this traffic's been crazy. I've been sitting here for like 45 minutes. You drove around and around? No, I just stayed parked here. Yeah, I got really lucky. Oh, I just did this. What all these people are doing? Oh, they let you stay for 45 minutes? I was just in a really long line. I cleaned the floors, can you tell? I was on my hands and knees. I bought a new fan. You cleaned the floor like only once? What do you mean? One gun? No, but I did it very recently. Several times, but very recently. You cleaned the house, huh? Yeah. Did your homework? Look, you can eat off of the countertop. Okay, let me see around. Oh, why you move that machine up there? More counter space, you know, just walls. Yeah, not bad, huh? Để dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đón mình về đó các bạn. Oh, the new paper towel or what? Yeah. We have a ton of paper towel in the back. Yeah, that's where I got them. Oh, why you moved the chair here? I was working. You use it to work? Yeah. I also cleaned the windows from the outside. You can't tell, but, you know, if you could see through here, they look really clean. Mình yêu cầu là phải giữ nhà cửa sạch sẽ khi mà mình đi á các bạn. Mình cá chắc lúc mình đi nhà cũng hơi bừa bộn chút á. Giờ biết mình sắp về mới chịu dọn sạch sẽ lại đón mình về đó. Good job baby. Thanks baby. You cleaned the letter M&T? I sure did. You did? Uh-huh. Okay, let's check it out. Yeah, look. You can even tell, look. Even the back, look how clean they look. Right? Cái đó là cái hai cái chữ cái tên tụi mình đó bạn, lúc đám cưới tụi mình mua cái đó để trang trí đám cưới á. Xong rồi mình để trên đó luôn. And I dusted up there. You know, dusted everything up there. Để ở ngoài nhìn vô là thấy được chữ tên của hai đứa mình đó. And I dusted up like above all the doors. And like all the, you know, on the tops of all the baseboards. Mm-hmm. Like the tops, you know, the you know where dirt likes to collect. Yeah, clean the doors all the time too. So yeah, this is good. And I actually mopped the floors. You did, yeah. I vacuumed first, and then I mopped, and then I vacuumed again. Có ba bức tranh để giới thiệu với các bạn. Ba bức tranh này là kỷ niệm ngày cưới, một năm ngày cưới tụi mình chụp á, về Việt Nam chụp á các bạn. Này là tấm thứ nhất ha, thì mình để ngay cửa bước vô mình để tấm hình này. Oh, now they know I can play the saxophone. Can you? I didn't even know you can. Đó là tấm thứ nhất. Ngay cửa bước vô.
hình chụp cũng 3 năm mấy, thì giờ thì khác xưa nhiều. Nhiều bạn nói sao giờ nhìn hai đứa khác ngày xưa quá, và thời gian trôi qua ăn uống dữ quá, vui vẻ hạnh phúc quá, thì giờ đứa nào cũng lên ký hết các bạn. I love this picture. Yeah, còn tấm này thì để ngay phòng ăn các bạn, tấm thứ hai. Sao nhìn cho nó rõ nhỉ? Yeah, you look so good, baby. Cái hình thứ ba thì chắc các bạn thấy nhiều rồi, nó ngay cái trong phòng khách của tụi mình. Đây. Sẵn qua cho các bạn coi hình chút xíu. Yeah, hình này cũng chụp Việt Nam các bạn, ba tấm này mình rửa, mình về Việt Nam chụp xong mình rửa đem qua đây luôn á. Còn cái này là hồi xưa lúc tụi mình đám cưới, bạn có coi video đám cưới tụi mình á, cái này nằm trên cái bánh của tụi mình, bánh kem bánh cưới á, cái này nằm trên cái đỉnh cái bánh, cũng mua Việt Nam luôn, dễ thương quá trời, tới giờ mình còn giữ. Mấy đa số cái này là trang trí hồi đám cưới. Rồi hình chụp nữa nè, hình chụp hồi tụi mình đính hôn á, có nhiều tấm á, mình rửa ra quá trời, mình cái treo để ra vòng vòng khắp nhà, có nhiều. Hơi tối quá không thấy rõ. Còn này lúc tụi mình đi Las Vegas lần đầu tiên, này đi ăn ở cái buffet mà mắc nhất ở đó đó các bạn, 99 đô một người hình như vậy ha, hay nhiêu mình quên rồi. Một người buffet cực kỳ ngon. Này cũng 4-5 năm trước rồi, lúc này lúc chưa có đính hôn nữa. Còn cái này là mình làm. Mình tự làm, mình coi trên mạng cách làm xong về mình tự làm. Còn đây là bức tranh treo mà mình rất là thích nè. Bạn bè tụi mình vô ai cũng khen cái bức tranh này. Họ mình mua hình như 50 đô á. Mà dễ thương ghê. Ok. Vậy nhìn kỹ lại mặt của Michael. How did you react when you see me? When you pick me up? You first saw me. I was excited. Really excited. Really excited? Yeah. Yeah. Me too. Chào các bạn, mình trở về Mỹ rồi. Khuya hôm qua thì nay buổi sáng đầu tiên quay về Mỹ. Việc đầu tiên tụi mình làm là đi chợ mua đồ ăn để ăn trong tuần. Hôm nay là sáng thứ bảy các bạn. Thì gần nhà mình mới mở cái nó gọi là Asian Katy Town, right? Katy Asian Town. Yeah. Katy Asian Town. Asian là châu Á ha, town là cái thị trấn. Sorry nó hơi lung lắc cho mình tí. Nó là cái thị trấn châu Á ở gần nhà mình, khu mình ở gọi là Katy. Thì nó cách nhà mình chạy từ đây nhà mình chạy ra có 5 phút rồi các bạn. Có mấy cái nhà hàng châu Á, Việt Nam, rồi có trà sữa, có gong cha, rồi share tea tùm lum mà mình nghe nói vậy thôi. Có cái siêu thị mới là H-Mart là của Hàn Quốc. Thì bây giờ tụi mình sẽ ra đó để đi chợ. Mình có coi trước cái review và coi hình ở của cái ta review cái chợ đó đó, rất là good, nhiều đồ ăn tươi lắm. Mà mình cũng thích chợ Hàn Quốc hơn là Trung Quốc. Thì chắc sau này tụi mình sẽ đi cái chợ này thường xuyên hơn là cái chợ chính chính, thì nó cũng gần hơn nữa. Ok, giờ tụi mình ra đó để đi chợ ha. Không mà quên, trước tiên mình sẽ hỏi ảnh coi ảnh muốn ăn món gì. Không có vợ nấu một thời gian qua, mình về Việt Nam cũng hơi lâu các bạn, hơn 1 tháng á. Thì để giờ coi ảnh thèm ăn món gì nha. Mình dùng cái selfie stick á, mình giữ cái điện thoại nó xa, bây giờ chạy cái xe nó lắc quá. Các bạn thông cảm nha. Giờ hỏi ảnh coi anh thích ăn món gì nè. Ok, what kinds of food do you want me to cook for you? What dishes do you want me to cook for you? Lemongrass ribs. Món đó anh thích nhất lúc nào cũng vậy, trong tất cả các món mà mình nấu, sườn chiên xào ớt là món anh mê nhất. Beside the lemongrass rib, spicy beef noodle, what else do you want? Crab noodle soup. Crab noodle soup, okay. Hey, honey, we can eat the with the frozen bread or fried bread. We can eat the beef hot pot, make it extremely spicy for us. Okay. Anyway, Katy Asian Town now open. Mm-hmm. Awesome. Katy Asian Town. It only took us like one whole minute to get here. Yeah. Chạy ra chưa tới 5 phút các bạn, từ nhà mình chạy ra được chừng 2-3 phút. Chinese barbecue. Awesome. Wow, wow, yeah, they got all these places. Bạn in thấy here. Bên kia có phấn ký nè. Hold on, let me see. Phấn ký, share tea. Here, I'll turn in so we can.
You can drive around. Yeah, yeah, there's a lot of places. Mình chạy vòng vòng cho các bạn coi những cái tiệm nó có Phở. Phở and bò né. Oh, we can eat here. Yeah, awesome. Bò né, you know what that means? Phở and beef. That's what they said. Like this different kind. Ooh, of... crawfish. We got a place with crawfish. It's not crawfish season though, so maybe it hasn't opened yet, in 6 months. Lazy Mama Asian Kitchen. We should try one of these sometime. Oh, Share Tea. Oh, yeah. I thought that Gongcha, maybe not. Share Tea, isn't that the same one that you're your friend? Yeah, it is. Yes. Oh, wow. Oh, right here. It's a hot pot, baby. Yeah, cool. Soft opening. I don't even know what that means. Là HMart này các bạn. Giờ thì mình vô đây thử ha. Mình thấy review tốt lắm mà chợ Hàn Quốc cũng sạch sẽ, chất lượng nó cũng tốt hơn Trung Quốc thì theo mình nghĩ vậy. Vô đây thử coi giờ nó có bán gì. Are you excited? Yeah, baby. I think we can buy some ribs and beef and seasoning in and we can grill it, you know, eat in the garden or something or outside, outdoor. Huh? With some vegetables. Eat outside? Yeah. Yeah. Nice weather to eat outside. We can eat hot pot outside too. Would be nice. Gongcha đó các bạn, kế bên cái siêu thị. Hôm nay trời cũng hơi lạnh lạnh á. You know what temperature today? Right now? Oh, it feels amazing. I don't know. Hơi không phải lạnh, mát. Dạng mát. Yeah. Sao mình nói mấy bữa trước nó lạnh lắm. Khoảng chừng 10 độ gì đó. 66. 66 độ F thì trừ 32 nhân 5 chia 9 là ra độ C. Là cỡ như trừ 32 là còn 34. But it looks like it might rain out there, you see that? Yeah. It might rain. 34 mà nhân 5 chia 9 thì khoảng giống như là chia nửa đi. Là cỡ còn 15-17 độ các bạn, cỡ đó. Nhưng mà nó mát mát à, chứ nó không có lạnh lắm. Mình thì sợ trong siêu thị nó sẽ lạnh hơn, cho nên mình mặc cái áo khoác nhẹ thôi chứ. Trời không có lạnh lắm, chứ cũng có nắng chút xíu thì nó ấm, không có nắng nó mới lạnh. Ok. Mọi người lúc mình về Việt Nam mọi người hỏi nhiều quá, hỏi anh xã mình đâu, hỏi quá trời. có cái anh comment là anh nhớ anh chàng cái mặt cười smiley face. The man with a smiley face. Lúc nào cũng cười. Anh chàng đây. Mình về Việt Nam thấy hình như did you gain weight or not lose weight? Thấy cũng vậy. Lost about 10 pounds. Oh wow. Anh giảm 10 pound là khoảng chừng 5 kg các bạn. I'll gain it back. Will you? Okay, we need to get a cart. Giờ anh đi lấy xe nãy. Là sẽ mua món gì chứ đi vô coi. Honey, Shopify. Get one. Yeah, get okay. One. Yeah. I love these. Nó đang giảm cái bánh Shopify này các bạn. Cái này siêu thị mới nhìn nó giảm nhiều lắm. Thấy cái gì giảm gì ngon thì hôm nay mình sẽ mua nha. Bây giờ vô mùa lạnh là mùa có hồng giòn các bạn, hồng giòn quá trời. Đang giảm còn có đồng hành chính thảo. You wanna eat this? Ooh yeah, I love that stuff. That soup that you make? No, this is not soup, this is fruit. Yeah, but don't you make a soup out of that? Isn't that the little pumpkins? Those little pumpkins? No, this is not pumpkin. This is fruit. Oh, I don't know what that is. No, I'm fine. You're fine? Yeah. Okay. Coi chôm chôm nè, giảm 4.99 thì còn có 1.99 một pao thôi. Rambutan. Yeah, that's really good. Let's pick one. Alright. Let me see. Is this a good one? Pick the one not dark red. Not? It's red, but not dark red.
Well, it's red like good red. I mean, they're all... Nhìn cũng ngon các bạn. I don't know, baby. Light bread. That's okay. Take one, whatever you feel comfortable with. Get two bags, I mean, cheap, so get guess two bags. I don't know. Mình nói xong giờ anh đứng lựa kỹ thì kỹ. Oh, two bags. Okay. Two bags, isn't that a lot? No, it's not. I can even hold back myself. You can get a perfect bag, maybe. It's too fun. Yeah. I don't know. I'll just go back with this one. Okay. Oh, có bán nhãn nữa các bạn. Nhãn nè. 7.99 sao còn 5.99. Có thăng long 5.99 và giảm còn 3.99. Thăng long vàng 9.99 giảm còn 4.99. Honey, try this. Mình chưa ăn thăng long vàng chưa. Mà này giảm nửa giá, không mua thử trái ăn đi. Honey, you want this? Muốn biết lựa sao mình lấy thử trái ăn ha. Mình thì không thích thăng long lắm. Không biết trái nào là ngon nữa. Ôi trời, có cái gai. Yellow dragon fruit. $9.99. Let's get buy one. I haven't tried it before. Do you eat the outside or do you just eat the inside? I try to show my hand with the stick on. Oh yeah, mới đâm tay mình. Okay, be careful. Is this a good one? Stick. What do you mean? I don't know how to pick a good one. Maybe I don't even know. Let's just try one, the ripe one or something. Is this a good one? Maybe this one, maybe, I don't know, it looks like really ripe. Look at this beauty. Yeah, they cut. This still looks good. Right? I think this one better. I think it's got the same. You better. Yeah, I think this one's younger. No, I say you better. This one be good, baby. I think this one better. I like this one. Okay, sweetie. Okay, let's try one. Just one. Mình mua thử trái thăng long vàng mình ăn thử ha các bạn. Chưa ăn thăng long vàng em giảm nửa giá. Và đây có trái dừa nữa nè. Dừa cũng giảm còn đồng 79 thôi nè. Coconut, fresh coconut. Well, I'm not buying. I'm just showing it. Bơ nè các bạn, 89 cent một trái nha. Bơ bên đây mắc lắm, nhưng mà cực kỳ ngon nha, xíu xíu à. Có trong lòng bàn tay thì. Nhưng mà cái bơ này rất là dễ nhíu như bơ sáp, dẻo ngon cực kỳ. Mà giờ còn mắc mình chưa mua đâu. Rồi cái siêu thị này nhận thức của các bạn, sạch sẽ dễ sợ luôn. Mà đồ tươi mà nó đang sale quá thì sale, cái gì cũng sale, giảm quá thì giảm luôn. Go this way. Alright. Ô, có hồng có dính nè. Honey, you wanna try this? Cái hồng này trời ơi, nhìn đã quá các bạn. Hồng 79, một trái, không có giảm giá. Let's buy one then. Này phải về để trong cái bịch gạo á, cho nó chín thiệt chín ăn mới ngon. Mình lấy hai trái đi cho hai đứa. Okay, two. What is this two. Thing? Persimmon? Persimmon. But this is a soft one, not a crunchy. Mình cũng biết lựa, phải lấy đại đi. Cái này xanh á. Cái trái nào đỏ đỏ chút. Xanh xanh thì muốn ăn liền, mình không lựa trái xanh, mình lựa trái hơi chín. Cái điện thoại mình quên sạc đó. Giờ nó còn có 10%. Hôm nay biết mình quay được gì, mình quay đi. That's beautiful. It's kind of still, but whatever. Let's just put it in the rice bag.